Cô Thanh Lâm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học vần ươn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ư ơ n ươn. Ươn. L ươn lươn nặng lượn. Lượn. Bay lượn. Bay lượn. Ư ơ n ươn. Ươn. Vờ ươn vươn huyền vườn. Vườn. Vườn rau. Vườn rau. Ư ơ n ươn. Ươn. Mờ ươn mươn nặng mượn. Mượn. Mượn sách. Mượn sách. Ư ơ n ươn. Ươn. L ươn lươn. Lươn. Con lươn. Con lươn. Ư ơ n ươn. Ươn. Sờ ươn sươn huyền sườn. Sườn. Thịt sườn. Thịt sườn. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!